走走停停，像在沉沦的迷宫，仿佛这样不由衷。为什么拥有反而越是痛，只剩下两手空空。也许多藏的难过忘了对我说，孤独贯穿了生活，人生像闹剧，卷入迷失漩涡，又困进沙漠，怎么逃脱？原来命运的捉弄，常常忘了对我说，谅解总偏爱挥霍。黑夜到白昼，决绝的选择换来落寞拉扯，这到底是对是错？得到又如何？谁懂得？đời này có em. Tập 24. Chúng ta chia tay đi. Tại sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Em phải ra nước ngoài, nhưng không phải trường lúc trước chúng ta định đi. Học phí ở trường lúc trước chọn đắt quá, em không dám đăng ký. Nhưng bây giờ vì tương lai của em và bố em buộc phải đi. Tại sao em không nói với anh một tiếng? Em đừng lo, chúng mình sẽ cùng vượt qua mà. Cùng vượt qua kiểu gì? Anh thì không có tiền, anh cũng không chịu xin đồng nào của bố anh. Trước kia em có nói thế đâu. Em nói hai ta với nhau đừng nhắc đến tiền, nếu nhắc đến tiền thì sẽ không còn bình đẳng nữa. Đó là trước kia. Giờ mẹ em mất rồi, bố em cũng đã lớn tuổi, em bắt buộc phải làm thế. Vậy tại sao nhất định phải chia tay với anh? Vì bố anh đã cho em 5 triệu tệ. Trước kia em nghĩ nhà anh giàu, yêu anh cuộc đời em sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng giờ em đã có 5 triệu tệ này, em có thể sống cuộc sống mà mình muốn. Có phải em chưa bao giờ yêu anh không? Em chưa bao giờ yêu anh. Bỏ ra. Bỏ ra. Đàm tĩnh. Em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Vậy cô thấy nên điều trị thế nào? Cũng có nghĩa là thực ra cú sốc lần trước có lợi cho anh ấy phải không? Đúng, anh ấy ý thức được mình không còn ở tuổi 20 nữa. Hiện thực nhắc nhở anh ấy, ép buộc anh ấy, khiến anh ấy không thể trốn tránh nữa. Vì vậy tôi nghĩ ngược lại đây là một cơ hội cực kỳ tốt, dẫn dắt anh ấy quay trở lại hiện tại. Tôi đề nghị dùng liệu pháp kích thích, nói một cách đơn giản là tái hiện tình cảnh, tìm ra điểm sang chấn lớn nhất trong lòng anh ấy, ép anh ấy trở lại thời điểm đó để đối diện với nỗi đau. Giống như người Trung Quốc thường nói, thuốc đắng giả tật. Thuốc đắng quá, liệu có phản tác dụng không? Có khả năng khiến Nhiếp Vũ Thịnh sụp đổ hoàn toàn. Đàm tĩnh. Điều trị cho Bình Bình thế nào thì tôi nghe theo cô. Nhưng bây giờ điều trị cho Vũ Thịnh thế nào, cô phải nghe tôi, không cần cô nhúng tay vào.
Lúc cần dùng tới tôi thì đẩy tôi lên phía trước, lúc không cần dùng tới thì trở mặt coi như không quen. Bệnh tình của Nhiếp Vũ Thịnh chúng ta phải bàn bạc. Sai lầm lớn nhất tôi mắc phải chính là buông tay để cô điều trị cho Nhiếp Vũ Thịnh. Cô chữa cho nó thành ra thế nào? Kết quả ra sao? Kết quả là thành ra như thế này đây. Hai người không ưa nhau, ngồi đây tranh luận những điều này có ích gì không? Bây giờ việc quan trọng nhất là phải chữa khỏi cho anh ấy. Không cần, không cần, không cần gì hết. Tôi không cần gì hết nữa. Tôi thà để cho nó cả đời sống trong ký ức đẹp đẽ của mình. Cứ thế đi. Tôi nuôi nó. Tôi có thể mời 10, 20 hộ lý. Tôi cứ thế nuôi nó. Tôi nuôi được. Rồi một ngày ông không còn nữa thì sao? Rồi một ngày ông chết, không còn trên thế giới này nữa, ai chăm sóc anh ấy, bảo vệ anh ấy? Anh ấy không thể dừng lại mãi ở khoảng thời gian đẹp nhất đó. Ông thật sự nỡ nhìn anh ấy sống trong khoảng không hư cấu, không có thật đó cả đời ư? Sống cả đời ở đó, ông nỡ à? Tôi biết cô có ý gì. Cô vẫn còn tơ tưởng đến Vũ Thịnh. Nó có thể tiếp tục yêu cô, tiếp tục bảo vệ cô, đúng không? Tôi thấy người thật sự ích kỷ là cô. Là cô. Tôi là bố nó. Tôi không cần nó yêu tôi. Tôi chỉ cần nó sống. Tôi chỉ cần nó sống thật tốt. Cô có biết, cô có biết trong khoảng thời gian mắc bệnh nó đau đớn nhường nào không? Suốt 3 năm trời, 3 năm nó gầy đến mức người không ra người, ngợm không ra ngợm, gầy trọc hẳn đi, giống như cương thi trong phim điện ảnh. Suốt cả ngày nó không nói lấy một câu. Tôi biết nó đau khổ, nó cắn chặt răng chịu đựng, nó không chịu nói năng gì. Tôi bảo nó nói, nó cũng không nói. Tất cả chuyện này do ai mà ra? Do ông. Do một tay ông gây ra. Cảm ơn cô. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô thời gian qua. Cô có thể xuống xe rồi. Bao năm qua, sau khi có Bình Bình, chị chẳng còn lòng dạ nào nghĩ tới Nhiếp Vũ Thịnh nữa. Ngày ngày ứng phó với những chuyện dùng dặt, chị nghĩ
Anh ấy có gia đình tốt vậy, có công việc tốt vậy, chắc chắn cũng sống rất tốt. Chị không ngờ anh ấy lại thành ra như thế. Chị tỉnh. Năm xưa xảy ra chuyện như vậy, tại sao chị không nói với anh ấy mà lại tự sinh bình bình ra? Khi đó chuyện đã xảy ra rồi. Hồi đấy chị còn quá trẻ, bên cạnh cũng không có ai để bàn bạc. Chị nghĩ thôi cứ thế đi, để cho anh ấy đi con đường của anh ấy. Chị tác thành cho anh ấy tất cả mọi việc để một mình chị gánh lấy là được rồi. Nhưng chị không ngờ chuyện 7 năm trước đã biến thành một con dao cắm sâu trong lòng anh ấy. Bao năm trôi qua đã dính chặt lấy máu thịt. Lần này chị nhất định phải giúp anh ấy cùng nhau rút con dao này ra. Nếu chị đã quyết định rồi thì cứ yên tâm thực hiện. Bình bình còn có em đây, tụi em chính là hậu thuẫn vững chắc của chị. Nhìn vào mặt tốt, sau khi chịu cú sốc sẽ tăng hoạt động của khu vực này, đánh thức ký ức chôn sâu ở bên trong. Nhưng cùng với đó cũng có khả năng càng chôn giấu sâu hơn. Chỉ cần nhiếp chủ Thịnh quyết tâm và có đủ khao khát, liệu pháp kích thích nhất định sẽ khả thi. Cô phải cho anh ấy biết cô có ở đây chờ anh ấy. Mấy hôm nay mẹ có việc đi ra ngoài, con sang nhà bà Dương ở. Rồi buổi tối con đợi cô Linh đọc Bé Chuột Chuỗi cho con nghe. Còn nữa, con xem phim hoạt hình cùng chị Mai Mai, không được xem lâu quá đâu, phải bảo vệ mắt. Con nghe cô Linh nói mẹ phải đi cứu chú Nhiếp. Đúng thế. Mẹ nói cho con biết một bí mật nhé. Có đôi khi mẹ cũng có thể biến hình thành siêu nhân, còn có thể đi cứu người đấy. Mẹ ơi, con cho mẹ sức mạnh kỳ diệu của con. Mẹ có cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu của con không? Cảm nhận được rồi, mẹ sắp biến thành nữ hiệp thần kỳ rồi. Mẹ ơi, mẹ là nữ hiệp thần kỳ. Thật à? Ừ, mẹ nhất định sẽ cứu được chú Nhiếp. Đàm tĩnh. Nhiếp chủ Thịnh, tối nay em chờ ở dưới nhà anh, không gặp không về. Trời đang mưa, đừng đứng ở đây nữa. Chúng ta vào trong rồi nói. Chúng ta chia tay đi. Tại sao?
Đã có chuyện gì xảy ra à? Công trường của bố em xảy ra chuyện, rất nhiều người chết, bố em cũng chết rồi. Mọi người đều bảo đây là trách nhiệm của bố em. Chuyện lớn như thế, sao giờ em mới nói với anh? Đừng sợ, anh sẽ cùng em vượt qua. Công trình này là của bố anh. Cái chết của bố em có liên quan đến bố anh. Anh hiểu rồi. Em hận anh. Em không hận anh. Vậy thì tại sao? Tại sao phải chia tay với anh? Bởi vì chúng ta còn quá trẻ. Chúng ta không thể gánh vác được chuyện này. Em không muốn vì chuyện này mà hủy hoại cuộc đời anh. Cuộc đời anh đã bị hủy hoại rồi. Anh thà bị hủy hoại cũng không muốn từ bỏ em. Nhiếp Vũ Thịnh, chờ em trưởng thành sẽ gánh vác được. Đi về phía trước, em chờ anh ở tương lai. Có phải em chưa bao giờ yêu anh không? Có phải em chưa bao giờ yêu anh không? Em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Chưa bao giờ. Kết quả chụp CT sọ não. Bác sĩ Giang, các chỉ số đều bình thường, mức độ hormone, phản ứng tâm lý, ý thức tư duy đều rất tốt. Tại đây tôi có thể tuyên bố, bác sĩ Nhiếp, cậu không sao nữa rồi. Còn khi nào đi làm thì phải xem ý kiến của chủ nhiệm Phương và văn phòng bệnh viện. Xin cảm ơn. Cảm ơn cậu, cảm ơn bác sĩ Văn. Đừng khách sáo, tôi chỉ hỗ trợ thôi. Người có công lớn vẫn là Đàm Tĩnh. Cả nhà ăn cơm đi.
Hôm khác nhé. Dân, được rồi, tạm biệt. Dân dân, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn anh. Được rồi, không sao nữa rồi. À, bác sĩ Giang nói đúng. Lần này cô đã giúp được một việc rất lớn. Không thì Vũ Thịnh vẫn còn chưa tỉnh. Cô xem thế này có được không? Hôm nay cả nhà bốn người chúng ta đi ra ngoài ăn. Chúc mừng cho nó. Có được không? Bố, con thấy hay là thôi đi. Thế này đi, em đi đón Bình Bình đã. Hai người chờ một lát nhé. Ừ. Báo cáo trắc nghiệm tâm lý. Chúc mừng bác sĩ Nhiếp đã quay về rồi. Tốt lắm. Cũng không biết cô thích ăn gì nên tôi gọi bừa mấy món. Bình Bình cũng thế, tôi cũng không biết thằng bé thích ăn gì. Chờ sau này biết rồi, tôi sẽ gọi riêng món hai mẹ con thích ăn. Được chứ? Hết nóng rồi, ăn được rồi đó. Nào, đây, không phải cá chiên sốt. Ông gọi món này là cá mú hấp. Bố, không cần chăm sóc thằng bé, Bình Bình có thể tự làm, đúng không? Dân, Bình Bình có thể tự chăm sóc bản thân, còn có thể chăm sóc ông nữa. Bình Bình giỏi quá. Cho ông ăn à. Ngon lắm, ngon lắm. Ăn đi, ăn đi. Đàm Tĩnh, tôi muốn nói với cô vài câu. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã hết lòng hết dạ với Vũ Thịnh như vậy. Không có sự thông minh của cô, không có sự quyết đoán của cô thì đã không có Vũ Thịnh hôm nay. Tôi giờ tôi không thể uống trà uống rượu gì được, nên tôi xin dùng ly này. Tôi cảm ơn cô. Ông nặng lời rồi. Nào, kế đến, tôi muốn nói là trước đây tôi luôn có thành kiến với cô, luôn ngăn cản cô với Vũ Thịnh ở bên nhau. Đó là lỗi của tôi. Giờ tôi thật lòng thật dạ gửi lời xin lỗi cô. Hy vọng cô có thể bỏ qua cho tôi. Tôi cũng hy vọng có thể mượn ly nước này để xóa tan ân oán. Được không? Ông Nhiếp, chuyện của hai chúng ta không phải chỉ một ly nước là có thể giải quyết được đâu. Ân không thể quá giải, quán cũng không thể. Hôm nay là một ngày vui vẻ. Chúng ta đừng nói những chuyện này nữa. Được,
Được, tôi không nhắc đến nữa, không nói nữa. Nào. Đúng rồi, không nói nữa. Vâng. Nào con trai, đừng chỉ lo nói chuyện suốt, ăn trước đi. Được. Cái này là 5% cổ phần. Tất cả tài liệu chuyển nhượng đều ở trong này. Cô cầm về ký tên đi, tôi không lấy. Tôi chỉ cần con trai tôi bình bình thôi. Không, cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó. Giờ mọi người cũng đã thế này rồi, tôi không tranh giành gì nữa đâu. Đây cũng chỉ là chút tấm lòng của tôi thôi. Tôi không lấy, tôi không cho cô. Tôi cho bình bình. Có lấy không thì chờ bình bình 18 tuổi, hãy để nó tự quyết định. Bình bình, ông tặng cháu một món quà lớn nhé. Một món quà cực lớn, cháu lấy không? Lấy không? Lấy à? Giỏi. Nào, cái này ông tặng cho cháu. Nào, giữ kỹ nhé. Được chứ? Đừng quên, về nhà bảo mẹ ký tên lên đó nhé. Nhớ kỹ chưa? Ngoéo tay nào. Giỏi lắm. Nào, có muốn ăn cà rốt không? Có à? Được nào. Nào, ăn nhiều chào nhé. Bình Bình ơi, đến nhà rồi. Ok, đi nào. Đi nào. Cháu muốn được cổng. Thích được anh cổng đấy. Được rồi nào. Được rồi. Được rồi, ngồi vững nhé. Em không cần để ý bố anh quá. Không cần phải nghĩ cách để đối phó với ông ấy đâu. Chắc chắn anh sẽ cho em một lời giải thích về chuyện của bố em. Không cần biết là ai làm, anh cũng sẽ điều tra cho rõ. Em tin anh. Lần trước anh cũng cõng Bình Bình thế này, và em cũng đi bên cạnh anh thế này. Nếu như sau này có thể tiếp tục thế này thì hay biết mấy. Vừa rồi Đàm Tĩnh có gọi điện đến, nói Nhiếp Vũ Thịnh không sao rồi. Đúng là một tin tức tốt. Để hôm nào bốn chúng ta hẹn nhau đi ăn nha. Được. Cuối cùng bác Nhiếp cũng yên tâm rồi. Anh nói xem bác ấy là một doanh nhân lớn, bình thường cũng xem như là Thái Sơn sừng sững, khó dao động. Nhưng lần này khi Nhiếp Vũ Thịnh xảy ra chuyện, em mới phát hiện sự lo lắng không thể che giấu của bác ấy. Người ta hay nói mẹ con liền khúc ruột, nhưng em thấy bố con cũng liền khúc ruột đấy. Đẹp không? Em thấy đẹp lắm đó. Tập đoàn Đông Diễn. Alo, Vũ Thịnh, sao vậy? Bố, con muốn đến Đông Diễn làm việc.
Tại sao vậy? Con nghĩ là bố sẽ vui chứ. Con vào Đông Diễn làm chức gì? Làm chức của bố sao? Con có ngồi vững ở đó được không? Hứng thú là một chuyện, nhưng có năng lực hay không lại là một chuyện khác. Nếu 10 năm trước con nói như vậy với bố thì bố sẽ vui lắm. Nhưng giờ thì thôi đi. Con cứ làm tốt công việc bác sĩ của con đi. Con cũng chỉ muốn giúp đỡ thôi mà. Y tá trưởng, nhà cô có trẻ con đúng không? Tôi muốn hỏi thăm về chuyện trẻ con đi nhà trẻ ấy. Chọn nhà trẻ là một chuyện lớn nha. Cậu định chọn trường công hay trường tư? Tôi muốn tìm hiểu cả hai. Nếu chọn trường công thì tôi đề cử bên học tinh. Ở đó có nhiều không gian hoạt động, thầy cô cũng được đào tạo chính quy. Còn nếu trường tư, tốt nhất là chọn Gia Đeo rồi. Lớp nào cũng có giáo viên người nước ngoài. Có điều là đắt thôi. Chọn nhà trẻ nào thì đều phải xem cơ sở vật chất và môi trường giảng dạy. Được, tôi biết rồi. Bác sĩ Nhiếp đẹp trai, nghiêm túc thật đấy. Lại còn rất có trách nhiệm nữa chứ. Nhưng mà anh ấy đã là bố người ta rồi. Hoan nghênh lần sau ghé thăm ạ. Bình Bình ơi, bác sĩ Nhiếp, chú Nhiếp ơi, chị Tĩnh. Cuối cùng cháu đã có thể đi học nhà trẻ như cháu hằng mơ ước rồi. Ở đâu vậy à? Chờ chút chú nói cháu nghe nhé. Được rồi, ở đây này. Tìm được rồi à? Tìm được rồi. Ở đâu ạ? À? Khi nào đi học ạ? À? Ở đây này, anh tìm mấy chỗ rồi. Anh nghĩ mình nên chọn chỗ này. Để em xem. Xem đi. Nào chúng ta cùng xem nhé. Năng lực của giáo viên trường này được lắm. Và anh cũng qua đó xem rồi. Hoàn cảnh được lắm. Cũng không quá xa, vừa khéo thuận đường. Cứ chọn chỗ này đi nhé. Bình Bình có thích không? Thích à? Vậy chọn trường này nhé. Ok. Nhưng em đang nghĩ, Bình Bình vừa làm phẫu thuật xong, giờ đi nhà trẻ, khó tránh chuyện vui chơi đùa giỡn với mấy bé khác. Vậy tim bé có chịu nổi không? Bệnh của con cũng xem như ổn định rồi. Anh thấy mình chú ý hơn thì chắc không có vấn đề gì đâu. 44 tệ, được, quét mã là được rồi. Bệnh viện Trường Phổ. Lão Nhiếp à, uống chút trà đi. Còn bao lâu nữa? Nói thẳng đi, không cần lừa tôi đâu. Không có ý nghĩ gì đâu. Nếu chậm thì cùng lắm là được nửa năm. Nếu nhanh thì chắc 3 tháng.
Lão Nhiếp, tôi sẽ nghĩ cách. Chúng ta có thể chọn cách điều trị tốt nhất, được không? Không cần đâu. Chúng ta không phải phí công làm chuyện này đâu. Cuộc đời này của Nhiếp Đông Diễn tôi cũng xem như là sống đủ rồi. Khoảng thời gian cuối đời này tôi không muốn lãng phí nữa. Hãy để tôi được sống có tôn nghiêm thôi. Được rồi. Mất đầu rồi à? Anh lo chạy xe đi. Đầu ở đây này. Vậy là mất chân rồi. Mất hết chân rồi. Món đồ chơi này vui nhỉ. Bình Bình tự chơi đi nhé. Hay là chúng ta đi mua thêm ít đồ chơi đi. Không mua nữa, nhiều đồ chơi lắm rồi. Không sao đâu. Vừa lúc chúc mừng thằng bé đi nhà trẻ thôi. Đi nhà trẻ rồi, Bình Bình có thể mang mấy món đồ chơi này chơi chung với các bạn đúng không? Trước đây cứ đòi chơi với các bạn, cuối cùng cũng làm được rồi. Hay quá. Chỗ này là góc chết rồi, chúng ta chơi lại nhé. 1, 2, bắt đầu. Được rồi. Gì thế? Chú cướp bóng của ai thế? Chú làm được rồi. Con thắng rồi. Bình Bình giỏi quá đi. Mẹ ơi, con thắng bố rồi. Mẹ ơi, con thắng rồi. Bố thua rồi, con thắng rồi. Con giỏi lắm. Mau về chơi tiếp đi. Bình Bình, vừa rồi cháu nói gì vậy? Cháu vừa gọi chú là gì vậy? Bố à, mau chơi với con đi bố. Được, mau chơi với con đi. Chúng ta chơi tiếp nhé. Nào nào, bố mẹ chơi chung nhé. Chơi chung để đấu với con được không? Đúng đó, giờ bố mẹ đang thua mà. Con giỏi quá luôn. Thua mấy chán rồi? Bố đang thua bao nhiêu rồi ấy nhỉ? 4-2 đúng không? Thua 2 bàn rồi. Giỏi quá đi. Được rồi, chơi nào. Bố mẹ sẽ cùng nhau đấu với con nhé. Được không? Được à. Con sợ đúng không? Có phải con sợ rồi không? Biết mẹ chơi hay đó. Nào, chúng ta đá bên nào? Bên này, qua bên này. Này phải không? Tình hình sức khỏe của bố cậu hiện giờ nhiều nhất chỉ còn được nửa năm, nếu nhanh thì 3 tháng. Mà bố cậu không chịu điều trị. Nào, bản báo cáo quý trước của Đồng Diễn, con cứ xem trước đi. Đồng Diễn giờ đang ở trong thế nát bét, thua lỗ mọi mặt. Nếu con vào tiếp quản thì chắc chắn phải giật gấu giá dai. Chuyện con phải làm là chấp giá thu dọn bãi chiến trường. Con phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Còn nữa, con cứ bắt tay từ chỗ nào con thấy thạo nhất. Đông Diễn bây giờ đang mở rộng qua mảng y tế. Phần này là chuyên ngành của con. Chắc là sẽ có chỗ cho con phát huy. Nhớ kỹ, tốt khoe xấu che, gặp rắc rối thì cứ hỏi thư ký Quyền với lão Đồ và mọi người.
Anh mua à? Thích không? Em thích thì anh sẽ tặng em à? Không thành vấn đề. Từ lúc tự nhiên em muốn kết hôn với anh, rồi nói bắt đầu lại mà không tính toán gì, thì anh đã luôn suy nghĩ đến chuyện này. Chuyện này theo lý nên là anh làm. Thế nên anh đã mua lại chỗ này. Vicky, anh biết anh không phải là một anh người yêu tốt, một người bạn đời tốt, không thể cho em nhiều thứ em cần. Anh không biết một gia đình là như thế nào, cũng không biết yêu thương là như thế nào. Nhưng chỉ khi ở bên cạnh em, anh mới có thể hơi mường tượng được dáng vẻ của hạnh phúc. Thứ người khác có thể làm được thì anh cũng sẽ làm được. Lấy anh nhé. Anh hứa với em một chuyện thì em sẽ lấy anh. Em nói đi. Nói em biết bí mật của anh, cho em biết điểm yếu của anh. Em không yêu cầu mọi thứ của anh, nhưng ít nhất anh phải cố gắng mới được. Anh hứa với em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.